Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành chỉ thị số 14 ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Sau đây là một số nội dung nổi bật của chỉ thị số 14. Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục củng cố kiện toàn xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức, thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức hoạt động. Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp hội, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giám sát việc thi hành pháp luật. Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục lãnh đạo phát huy Hội Luật gia Việt Nam tham gia tích cực hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị, hoàn thiện pháp luật. Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ của mình lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ thị này, phối hợp với Đảng ủy cơ quan xây dựng củng cố tổ chức Hội Luật gia ở cơ quan đơn vị mình, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội và hội viên. Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam giúp Bộ Chính trị đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư